Đây là nguyên nhân khiến stylist nổi tiếng mì gói đột ngột qua đời ở tuổi 17. Được đánh giá là stylist tài năng, từng tạo dựng phong cách cho hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của showbiz Việt, nên sự ra đi đột ngột của mì gói Trần Tiến Đạt khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Có thể với nhiều bạn trẻ, cái tên mì gói Trần Tiến Đạt vẫn còn chút xa lạ, nhưng trong làng thời trang Việt Nam, đây được coi là một nhân vật có tiếng. Sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và tư duy kiểu mới, mì gói đã giúp nhiều ngôi sao nổi tiếng định hình lại phong cách và xây dựng hình ảnh mới hoàn toàn. Đáng tiếc, người tài hoa thì thường bạc mệnh. Sau một thời gian chống chọi với bệnh phổi, stylist Trần Tiến Đạt, mì gói, đã ra đi ở tuổi 27 trước sự bàng hoàng của rất nhiều người. Theo những gì chúng tôi ghi nhận được, thì từ ngày hôm 17 tháng 5, tình hình sức khỏe của Đạt đã bắt đầu chuyển xấu. Anh không thể trả lời điện thoại hay tự mình xử lý công việc. Theo những gì chúng tôi ghi nhận được, thì từ ngày hôm qua, 17 tháng 5, tình hình sức khỏe của Đạt đã bắt đầu chuyển xấu. Anh không thể trả lời điện thoại hay tự mình xử lý công việc. Đến trưa ngày hôm nay, 18 tháng 5, anh rút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Đạt được bạn bè, gia đình đưa về quê nhà để an táng. Mì gói tên thật là Trần Tiến Đạt, sinh năm 1991 và được đánh giá là một trong năm stylist trẻ hàng đầu của Việt Nam. Anh từng có cơ hội làm việc với nhiều gương mặt có tiếng như siêu mẫu Thanh Hằng, hoa hậu Hanenie, diễn viên Trương Ngọc Ánh, diva Mỹ Linh. Dấu ấn cá nhân của mì gói được thể hiện rõ nhất qua hai ngôi sao trẻ hàng đầu trong làng nhạc Việt, Đông Nhi và Tóc Tiên. Nếu mì gói đồng hành cùng Tóc Tiên từ những ngày đầu khi cô quay trở về thị trường Việt Nam, thì Đông Nhi lại là gương mặt được chàng stylist tài hoa này lột xác hoàn toàn, không còn trở thành cái tên quen thuộc trong top mặt xấu thường niên. Được biết, sau nhiều năm theo đuổi công việc stylist, mì gói còn thành lập một nhóm những bạn trẻ đam mê theo nghề để cùng hợp tác cho các dự án lớn và dài hơi. Trước khi buông xuôi cho số phận, chàng stylist trẻ vẫn miệt mài với số lượng công việc khổng lồ, từ những dự án cá nhân cho đến các chiến dịch quảng cáo hay phụ trách thời trang cho nhiều bộ phim điện ảnh. Có thể nói, trong mắt các đồng nghiệp thì mì gói là một chàng trai đầy nhiệt huyết và luôn tràn trề năng lượng. Anh chàng cũng được yêu mến hết mực bởi tính cách lạc quan, tếu táo, chẳng ngần ngại bộc bạch những suy nghĩ thẳng thắn của cá nhân. Sự ra đi của mì gói như minh chứng cho thấy, ngành thời trang đâu chỉ có những xa hoa phù phiếm. Áp lực công việc là có thật, rủi ro cũng là có thật đối với những ai tâm huyết đến mức bán sức cho nghề như chàng stylist tài hoa. Được biết, nguyên nhân khiến cho stylist mì gói qua đời là do tràn dịch màng phổi. Tràn dịch màng phổi hay hội chứng tràn dịch màng phổi là thuật ngữ dùng để chỉ về tình trạng tích tụ dịch, có thể là máu, dịch hoặc khí trong khoang trống giữa phổi và thành ngực vượt quá mức cho phép ở khoang màng phổi, từ đó gây nên những biến đổi về trên lâm sàng. Trang Trần phát ngôn gây sốc sau scandal của Phạm Anh Khoa, không ai vào showbiz mà còn trinh. Trong đoạn livestream, Trang Trần cho rằng khi Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi thì mọi người nên rộng lượng. Ngoài ra, chân dài còn phát ngôn gây sốc, không ai vào showbiz mà còn trinh. Người mẫu Trang Trần thường thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân khi nói về những ồn ào trong showbiz. Mới đây, chân dài này đã livestream nói về scandal Phạm Anh Khoa bị tố gạ tình. Ngay ở đầu chia sẻ, cựu mẫu cũng khẳng định mình không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với vợ chồng Phạm Anh Khoa. Bà chủ quán bún đậu cho biết không đồng tình với phát ngôn sờ mong là xã giao của nam rocker. Nhưng khi Phạm Anh Khoa đã đứng ra nhận sai, dù có thể không thật lòng, nhưng mọi người cũng nên rộng lượng. Ngoài ra, Trang Trần phân tích, có thể anh ấy có máu dê trong người hoặc là máu bệnh hoạn, nhưng bây giờ họ đã dám công khai để tất cả những ai biết thì tránh đi. Khi ấy, anh Khoa ngoan ngoãn ở nhà với vợ con thì ổn rồi còn gì. Bên cạnh đó, Trang Trần còn bày cách cho các chị em nếu bị gạ tình thì cần bộc lộ thái độ luôn. Em không thích anh như thế. Nếu sự việc tiếp diễn thì bạn có thể tự vệ bằng cách đá vào chỗ hiểm rồi đăng Facebook bóc phốt. Khi bàn luận về scandal của Phạm Anh Khoa, Trang Trần còn phát ngôn gây sốc rằng phụ nữ bị gạ tình hay sàm sỡ sẽ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à. Xin lỗi, cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu. Cái nghề vào showbiz sớm nhất là nghề múa và dancer bởi người ta học từ bé. Chưa kể cô đó còn là biên đạo múa nổi tiếng. Cựu người mẫu cho rằng không ai vào showbiz mà còn trinh hay là hiền.
Nhã Phương diện áo dài truyền thống tại Liên hoan phim Cannes. Không hàng hiệu đắt tiền hay khoe thân quá mức, Nhã Phương đã chọn mặc áo dài để quảng bá nét đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Mặc cho những ồn ào tình cảm vừa qua, mới đây Nhã Phương lặng lẽ đến Pháp để tham dự Liên hoan phim Cannes 2018. Theo chia sẻ từ Nhã Phương, lần này cô không chỉ được mời với vai trò là nhà sản xuất, kiêm diễn viên chính trong phim ngắn Infield and Fullset được chọn trình chiếu, mà cô còn được ban tổ chức của Talent Corner, tạm dịch là gốc tài năng, mời với tư cách là tài năng trẻ được giới thiệu. Khi vừa xuất hiện tại sự kiện, Nhã Phương đã thu hút sự chú ý khi diện áo dài truyền thống Việt Nam với tông màu hồng nhã nhặn. Bạn gái Trường Giang tâm sự, ở mỗi sự kiện, cô luôn cố gắng để giới thiệu nét đẹp, văn hóa lịch sử và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đó là lý do cô luôn chọn những tà áo dài truyền thống trong các sự kiện quốc tế, song song với những trang phục tinh tế lịch sự mà cô đặt riêng nhà thiết kế cho các buổi tọa đàm, hội thảo. Tại Talent Corner, Nhã Phương không khỏi tự hào khi cô được trưng bày hình ảnh cá nhân và thông tin liên quan trong thư viện chân dung. Đây là cơ hội để nữ diễn viên được giới thiệu bản thân, mở ra các cơ hội giao lưu, hợp tác với những nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch hay nhà chuyên môn có uy tín trên thế giới. Trong những ngày ở Pháp, Nhã Phương tham gia nhiều hoạt động như chia sẻ tại thư viện chân dung, tham gia hội thảo về làm phim và dự tiệc. Trường Giang và câu chuyện chỉ rảnh lúc 12 giờ đêm. Không phải ngẫu nhiên mà Trường Giang được lòng cả khán giả lẫn anh em nghệ sĩ. Chất hài của Trường Giang trên sân khấu cũng như con người và tính cách bình dân của anh ở ngoài đời. Nó vừa là bản chất cũng vừa là ảnh hưởng từ danh hài Hoài Linh. Trước khi nổi tiếng, Trường Giang là diễn viên sân khấu nụ cười mới. Những lúc không diễn kịch hài, anh vẫn theo anh bốn đi show tỉnh. Con người Hoài Linh bình dân từ xưa tới giờ nên lẽ tất nhiên đệ tử ruột của anh không thể chảnh chọe được. Điều này được thể hiện rất rõ trong cách sống của Trường Giang với anh em đồng nghiệp. Hoài còn là một diễn viên hạng rách, tức là công chúng chưa biết mặt, khán giả chưa nhớ tên. Trường Giang từng sống rất vất vả, anh có những ngày ăn mì tôm nhiều hơn ăn cơm, chạy bàn, phát tờ rơi, tiếp thị nước suối, làm không thiếu việc gì để no cái bụng, để có sức làm nghề. Ngày đó Trường Giang cùng với vài người bạn rủ nhau thuê một căn nhà ở chung. Vậy mà cũng có dạo, anh phải chuyển hết nhà trọ này tới nhà trọ khác vì không có tiền trả. Khi nổi tiếng và giàu có, Trường Giang chưa bao giờ quên bạn cũ, anh vẫn đối xử với họ thân tình như ngày nào. Bận show thì thôi, rảnh rỗi anh lại điện thoại gọi mấy người bạn từ thuở nghèo khổ đi uống vài chai bia, ngồi lai rai tâm sự. Nếu không muốn ra quán, Trường Giang tự mình vào bếp, làm mồi, kêu bạn tới nhà nhậu chơi. Là diễn viên hạng A, Trường Giang bây giờ đắt show vô cùng. Có lần tôi ngỏ ý xin anh 30 phút đến 1 tiếng để phỏng vấn, nhưng anh bảo, đến thời gian ăn, anh còn không có nữa em ơi, anh chỉ rảnh vào lúc 12 giờ đêm, đó là lúc anh ngủ. Show diễn, lịch quay ngập đầu, nhưng khi đã nhận làm điều gì cho anh em là Trường Giang sẽ sắp xếp mọi công việc để làm tới nơi tới chốn, thậm chí là tận lực, tận tâm. Chính điều này làm anh em nể phục Trường Giang hơn, đặc biệt là sau live show của Chí Tài. Trường Giang chính là người viết kịch bản Chí Tài và những cuộc tình nghiệt ngã. Anh cũng góp mặt trong live show Chí Tài bằng một vai diễn dí dỏm và duyên dáng. Hơn 10 năm làm việc chung, Trường Giang quá hiểu con người của đàn anh trên sân khấu cũng như ngoài đời, nên Chí Tài hoàn toàn yên tâm về kịch bản của Trường Giang. Xét về công việc, sau khi giao kịch bản cho Chí Tài và các diễn viên, Trường Giang chỉ cần làm tốt vai diễn của mình trong live show xem như tròn trách nhiệm. Nhưng buổi tập nào của live show, Trường Giang cũng có mặt. Người bạn của Trường Giang, Quách Ngọc Tuyên kể, tôi bị bất ngờ với Trường Giang lu bu rất nhiều việc, nhưng live show anh Tài, Giang cực kỳ nhiệt tình. Trường Giang thương anh Tài nên muốn làm những gì tốt nhất cho anh Tài. Trường Giang hình như né tất cả các lịch quay vào ngày tập live show anh Tài. Trường Giang không làm vậy cũng được, anh Tài không nói gì, cũng không ai trách vì đạo diễn là anh Đức Thịnh. Trường Giang nói với tôi, live show anh Tài tao lo còn hơn live show của tao. Gần 20 năm làm nghề, Chí Tài mới có live show này là thứ hai. Live show đầu tiên của anh do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thực hiện cách đây 10 năm. Chí Tài là người rất nghiêm túc, đôi khi nghiêm túc tới mức khó tính khi làm nghệ thuật, nên vốn liếng cả đời có lẽ cũng chỉ đến thế. Và Trường Giang rất hiểu mình phải chu toàn, không thể xảy ra sai sót mà có lỗi với đàn anh, người nghệ sĩ anh yêu thương và kính nể. Harry Won lần đầu thừa nhận, tôi thấy có lỗi với Trấn Thành vì không kiềm chế được trước trai đẹp.
nữ ca sĩ bất chợt chia sẻ khi đối diện với một dàn trai đẹp. Trong tập tiếp theo của Quý Ông Đại Chiến, nhà báo Lại Văn Râm lần đầu tiên trở thành đích ngắm của Henry Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ và Kỳ Duyên. Lịch lãm như James Bond, Lại Văn Râm cười vui vẻ khi bị bốn nghệ sĩ nữ bao vây trong ca khúc Tối Nay Em Muốn Sao, mở màn cho chương trình. Nếu Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ tiếp tục với những trò quậy phá, Henry Won ngọt ngào và quyến rũ, thì Kỳ Duyên lại gây ấn tượng mạnh với thần thái lạnh lùng của mình. Là em út, nhưng Kỳ Duyên không hề nhường nhịn cách gì. Hoa hậu Việt Nam tự tin khoe vòng một hờ hững cùng vóc dáng sexy. Là thành viên nhỏ nhất, Kỳ Duyên điềm tĩnh yêu cầu các chị hãy nhường hết trai đẹp trên sân khấu cho mình. Cô bình luận, là phận nhỏ nên em chỉ xin các chị nhường lại chàng trai cực phẩm số 1 cho mình thôi. Cùng với Lan Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ đưa một chàng trai vào tình huống dở khóc dở cười của tình và tiền. Vào vai một quý cô lắm tiền nhưng thiếu tình cảm, Kỳ Duyên tìm đến phòng gym và trong quá trình tập, cô có những động tác gợi cảm để quyến rũ người yêu điển trai của Ninh Dương Lan Ngọc. Thậm chí, em út Kỳ Duyên còn thẳng thừng gọi đàn chị Lan Ngọc là thiếu nhi khi cứ đi theo trai đẹp mãi không buông. Trong khi đó, Henry Won lại một lần nữa khiến khán giả cười ngất vì những phát ngôn của mình. Chỉ vừa bắt đầu, giọng ca Anh Cứ Đi Đi hồn nhiên phát biểu. Chưa gì tôi thấy có lỗi với Trấn Thành vì không kiềm chế được trước trai đẹp. Không những thế, bà xã Trấn Thành còn tiết lộ thói quen kiểm ví và điện thoại của chồng khi ngủ. Trong chương trình, Lan Ngọc đột nhiên nổi hứng làm ca sĩ. Tự nhận hát không hay, nhưng Lan Ngọc luôn nung nấu ý định cầm mic. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của một thí sinh, Lan Ngọc muốn lên sân khấu hát, còn Lâm Vĩ Dạ bất ngờ trổ tài, đánh đàn piano phụ họa cho nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn. Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ trổ tài âm nhạc.